Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FPC Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính trong bản tin kỳ này. 15 năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng bình quân 22% năm. Nhiều ý kiến đề nghị giảm thuế cho doanh nghiệp niêm yết. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Hà Nội mở một điểm tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ em đến 6 tuổi. Thưa quý vị, tuần trước dư luận xôn xao trước thông tin đề án đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 cần kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng. Tuy nhiên mới đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đó chỉ là nhầm lẫn và trong tờ trình lên Quốc hội không có nội dung về tiền. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nhận định nếu phải cần đến 34.000 tỷ đồng để biên soạn lại sách giáo khoa thì là lãng phí, phi lý. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh, lần này Chính phủ chỉ trình lên Quốc hội về chủ trương đổi mới, gồm 3 phần mục tiêu, tiến độ và quá trình tổ chức, thực hiện, chứ không có số liệu nào về tiền nong hay kinh phí. Còn con số 34.000 tỷ đồng là tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của nhiều nhóm chuyên gia. Trong đây không chỉ có tiền soạn sách giáo khoa mà còn có tiền đào tạo giáo viên, mua sắm trang thiết bị và nhiều vấn đề khác. Nếu tính riêng kinh phí đổi mới sách chỉ có 100 tỷ đồng. Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp, Hà Nội đã mở điểm tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ đến 6 tuổi. Đây vốn là điểm tiêm dịch vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, nhưng nay đã được mở tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ để chống dịch. Ở các phòng tiêm dịch vụ, số người đứng chờ để đưa trẻ đến tiêm ngừa vẫn rất đông, từ sáng đã treo biển hết số. Không chỉ ở Hà Nội, ở nhiều tỉnh khác, cha mẹ cũng ùn dẫn con đi tiêm. Tại Nghệ An, chỉ riêng trong hai ngày 18 và ngày 19 tháng 4 đã có hơn 600 ca. Theo Sở Y tế tỉnh, trước đây do lo ngại trước thông tin tiêm vaccine gây tử vong cho trẻ sơ sinh, các bậc phụ huynh chần chừ không đưa trẻ đi. Bây giờ thấy dịch bùng phát mới vội vàng đến. Lượng bệnh nhân sởi nhập viện trong những ngày qua không hề giảm, trong khi thời tiết lại ẩm, khiến virus gây sởi dễ phát triển. Ngoài ra, Bộ Y tế cho biết tại 22 địa phương có tỷ lệ tiêm ngừa sởi thấp dưới 50%, trong khi yêu cầu của Bộ là kết thúc chiến dịch tiêm vét ngừa sởi kết thúc trong tháng 4. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn nhắc đến con số 22%. Sau 15 năm phát triển, đây là mức tăng trưởng bình quân của ngành bảo hiểm Việt Nam mỗi năm trong suốt giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013. Theo như một tổng kết tại Hội nghị thị trường vốn do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức mới đây, thì mức tăng trưởng của ngành bảo hiểm Việt Nam như vậy là rất lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm tính trên GDP chỉ mới đạt 2% so với khu vực. Thị trường bảo hiểm Việt Nam như vậy vẫn còn khá nhỏ về quy mô. Vì mức trung bình của khu vực ASEAN là 3,2% và mức trung bình của thế giới là 6,5%. Do đó, có thể thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khá lớn. Dù sao, lượng vốn ngành bảo hiểm huy động được đang có xu hướng đầu tư khá tích cực khi di chuyển mạnh từ chủ yếu là tiền gửi tại các ngân hàng sang các khoản đầu tư dài hạn. Trong đó đa phần là mua trái phiếu chính phủ và đầu tư trực tiếp vào xây dựng hạ tầng và sản xuất kinh doanh. Xin được chuyển sang diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán phát triển mạnh sẽ là lực đỡ đáng kể cho quá trình cổ phần hóa hàng trăm doanh nghiệp nhà nước trong hai năm 2014-2015. Chính vì thế, nhiều ý kiến chuyên gia và cơ quan chức năng tại hội thảo về thị trường vốn cuối tuần qua ở Bình Định đã đồng loạt đề nghị Ban Kinh tế Trung ương xem xét đề nghị với Chính phủ cho dùng chính sách thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết. Theo Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, để quá trình cổ phần hóa thuận lợi thì phải có nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa khi lên sàn, cụ thể là ưu đãi thuế. Cái gợi ý của chúng tôi là gợi ý chính sách, bởi vì là để quá trình cổ phần hóa thuận lợi, để nhà nước có thể bán được các cái cổ phần của các nhà nước với một cái giá trị tương thích ở mức mà có thể chấp nhận được, thì chúng ta phải có những chính sách hỗ trợ trong quá trình cổ phần hóa. Và trong đó chúng ta phải có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa được niêm yết ở trên sàn. Tức là khi anh niêm yết thì anh được hưởng những cái chính sách ưu đãi, ví dụ như ưu đãi anh cho về thuế, có thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho anh là 50% để anh có điều kiện là động viên, rồi có điều kiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đại diện cao nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, ngoài những lo lắng về vốn ngân hàng, về lãi suất, chính sách thuế hiện nay rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là để khuyến khích doanh nghiệp niêm yết. Tôi cho rằng cái
Ví dụ như là đối với công ty niêm yết, chúng ta chỉ có giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được. Thì đấy là một cái giá mà chúng ta góp phần để thúc đẩy cái thị trường vốn, thúc đẩy cái thị trường chứng khoán, để mà khuyến khích các cái thành phần tham gia vào thị trường vốn, để thúc đẩy cái thị trường vốn phát triển, thị trường chứng khoán phát triển, và từ đó là tạo cái động lực để cho cái thị trường gọi là thị trường sơ cấp đó, thị trường IPO, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh hơn và phát hành với một cái giá tốt hơn. Những đề xuất này cơ bản đã được ông Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho là rất xác đáng. Thực tế cho thấy, giai đoạn những năm 2004-2006, khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào thời kỳ hoàng kim, cũng là lúc quá trình cổ phần hóa thuận lợi nhất. Riêng trong giai đoạn này, đã có đến hơn 800 doanh nghiệp nhà nước được IPO. Nối tiếp đà trượt dốc mạnh của tuần trước, chứng khoán hai sàn niêm yết duy trì đà mất điểm mạnh trong phiên đầu tuần này. Hàng loạt các cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, VN Index tiếp tục rơi khỏi mốc 560 điểm, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đang tăng cao. Sau tuần giao dịch mất điểm mạnh trên diện rộng, thị trường chứng khoán bước vào phiên đầu tuần với tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu tư, hoạt động giao dịch cũng ở mức khá thấp, hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Chỉ số VN Index đã có lúc lùi về mốc 560 điểm, tuy nhiên sau đó chỉ số sàn HOSE thu hẹp đà giảm khi các blue chip như Masan, Vincom có dấu hiệu phục hồi dần. Tưởng chừng đà giảm của thị trường sẽ được cải thiện trong phiên chiều thì bất ngờ khi càng về cuối phiên, VN Index lại rơi điểm mạnh hơn so với xu thế bán tăng tốc trên diện rộng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên hoang mang hơn trước biến động của thị trường. Khép phiên, VN Index rơi khỏi mốc 560 điểm, tương đương mất hơn 7 điểm so với phiên liền trước. Giá trị giao dịch khá thấp, chỉ còn khoảng 1.500 tỷ đồng. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trên sàn giao dịch Hà Nội. Lực bán tháo cổ phiếu xảy ra tại hàng loạt các mã chủ chốt, khiến cho thị trường rớt điểm mạnh. Trong đó có SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội và BVS của Xây lắp Dầu khí. Đóng cửa thị trường, H&S Index giảm hơn 2% về mốc 78,87 điểm, thanh khoản tăng nhẹ so với phiên liền trước đạt khoảng 860 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch mất điểm mạnh của thị trường, khối ngoại lại tăng tốc mua ròng trên cả hai sàn chứng khoán, trong đó lần lượt mua ròng hơn 100 tỷ đồng tại sàn HOSE và gần 39 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Khép lại phần đầu, Minh Vi xin mời quý vị đến với phần 2 bản tin FBNC Việt Nam với những thông tin như sau. Chính thức trình chính phủ phê duyệt chủ trương dự án sân bay quốc tế Long Thành. Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, chính sách có nhiều nhưng vẫn chưa thuận lợi.